Ăn dặm kiểu Nhật, nuôi con kiểu Nhật đang là những từ khóa rất hot hiện nay trong cộng đồng các bà mẹ nuôi con nhỏ. Không chỉ được các mẹ quan tâm về những phương pháp chăm sóc và nuôi dạy con khoa học, mà phụ nữ Nhật còn có những nguyên tắc giúp cải thiện nhan sắc và lấy lại vóc dáng sau sinh rất nhanh mà bà mẹ nào cũng mơ ước. Hãy cùng tìm hiểu ngay 5 nguyên tắc làm đẹp sau sinh đó là gì nhé. 1. Nguyên tắc ăn nhiều rau. Trong ẩm thực Nhật Bản, rau đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bất kể là súp lơ, cà tím, bí ngòi, rong biển, giá đỗ hay củ cải trắng, khoai lang đều được nấu như món ăn chính trong bữa ăn. Những thực phẩm này chứa nhiều chất oxy hóa, giúp trẻ hóa làn da. Khác với Việt Nam, cho thịt là món chính, phụ nữ Nhật hầu như chỉ ăn thịt trong một vài trường hợp. Chính vì thói quen này đã khiến phụ nữ Nhật trẻ lâu và luôn tươi mới, dù là sau khi sinh con, sức sống của họ cũng không bị sụt giảm đi chút nào. 2. Nguyên tắc ăn cá. Bổ sung ít calo nhưng vẫn phải đủ chất để có sữa cho con là điều vô cùng quan trọng. Bí kíp của mẹ Nhật là ăn nhiều cá. Chị em đều biết người Nhật rất hay ăn cá, bởi cá có rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như chất omega 3. Chính vì vậy, hầu như mọi bữa ăn của các gia đình tại Nhật đều chế biến món cá đi kèm. 3. Nguyên tắc yêu đậu nành. Trung bình, một phụ nữ Nhật sau khi sinh tiêu thụ tới 50g đậu nành mỗi ngày. Đậu nành ở Nhật thường được chế biến dưới dạng đậu phụ, súp tương miso hay nước đậu nành tươi. Vì sao mẹ Nhật ưa chuộng đậu nành? Bởi đậu nành là một trong những thực phẩm thực vật nhưng lại chứa rất nhiều protein để thay thế thịt. Vì vậy, ăn đậu nành, các mẹ vừa có thể bổ sung protein cho cơ thể mà lại không hề lo lắng bị tăng cân do tẩm bổ sau sinh. 4. Nguyên tắc luôn luôn ăn sáng. Dù rất mệt mỏi vì cả đêm phải thức vài lần để trông con, nhưng có một nguyên tắc bất di bất dịch, đó là luôn luôn ăn sáng. Với mẹ Nhật sau sinh, bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Họ luôn cố gắng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng được đàng hoàng. Một suất ăn sáng của mẹ Nhật sau sinh thường bao gồm một bát cơm, súp miso, đậu phụ, rong biển, trứng tráng hoặc cá hồi nướng. Uống tráng miệng bằng trà xanh. Thói quen ăn sáng đầy đủ với các thực phẩm đủ chất nhưng thanh đạm này giúp mẹ Nhật duy trì năng lượng trong một ngày trong con mà không hề bị tích mỡ. 5. Nguyên tắc đắp mặt nạ bằng mặt nạ tự nhiên. Phụ nữ Nhật có bí quyết chăm sóc da để luôn giữ vóc dáng và làn da trắng hồng, khỏe đẹp bằng những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Hàng ngày, đắp mặt nạ từ sâm, rong biển, tảo, cám gạo, trà xanh để cung cấp vitamin và dưỡng chất cần thiết cho da, không gây bất cứ sự kích ứng nào. Vừa rồi là 5 nguyên tắc giúp làm đẹp lại dáng sau sinh của phụ nữ Nhật. Hy vọng các chị em có thể lựa chọn và áp dụng những nguyên tắc phù hợp vào cuộc sống của mình để có thể mau chóng lấy lại vóc dáng như mong muốn nhé. Chúc các mẹ thành công!